Vâng, FPT lời chào đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta tham khảo với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao rất thú vị đến từ một cái thương hiệu của Nhật, đó là Suzuki. Dù là một cái thương hiệu của Nhật nhưng đặc biệt là chiếc xe này thì nó lại được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc cả con từ Hungary. Có nghĩa là một chiếc xe Nhật nhưng được làm với tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu. Vậy thì trước mặt các bác, đây là một mẫu Suzuki Vitara phiên bản động cơ máy 1.6 số tự động, được sản xuất là năm 2016 và nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này khi mới ở thời điểm đó thì chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá loanh quanh rơi vào khoảng 800 thì chúng ta mới có thể lăn bánh được chiếc Vitara này. Nhưng ngày hôm nay thì thực sự với một chiếc xe vẫn mang lại cho các anh chị ta với kiểu dáng thiết kế đẹp, không gian nội thất rộng rãi, cảm giác lái đầm chắc và độ an toàn cao theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, nhưng với một cái mức giá tiền có thể nói là còn rẻ hơn một chiếc Hyundai i10, nhưng các anh chị ta đã có cho em chiếc xe gầm cao rất đặc biệt của thương hiệu Nhật Suzuki này. Vậy thì chất lượng chi tiết của mẫu Vitara 2016 ra sao sau quãng thời gian sử dụng? Thì quý chị nào ta yêu mến và quan tâm thì em mời các bác chúng ta hãy cùng em Việt dành một chút thời gian để cùng theo dõi cũng như là đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Suzuki này và xem liệu nó có xứng đáng để các chị ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay hay không, quý anh chị nhé. Đầu tiên thì các bác có thể thấy là chúng ta đi ngay vào cái thiết kế ở cái phần đầu xe này. Những sản phẩm của Suzuki thì có thể nói là nó cũng hơi kén khách một chút tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là một trong những cái thương hiệu Nhật nổi tiếng về độ bền bỉ, lành tính cũng như là chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện thấp, đúng không ạ? Đầu tiên thì các bác có thể thấy là nổi bật chúng ta sẽ có mặt cản ca lăng với hai cái thanh nan chrome và logo chữ S đặc trưng của thương hiệu Suzuki ở chính giữa. Với hệ thống đèn pha thì đây, các bác có thể thấy là chiếc xe này đã được trang bị với bóng đèn bi siêu sáng, kết hợp với đó là bóng đèn halogen. Tất cả tình trạng của chiếc xe này thì showroom của bên em vẫn cam kết cho các anh chị ta là không đâm đụng, không va chạm. Đấy, máy số nguyên zin nguyên bản, và các anh chị ta có thể là đem đi check test thoải mái trước khi chúng ta giao dịch. Về phần đầu xe thì ngoài cái hệ thống đèn pha chính thì các bác có thể thấy là xe được trang bị cho các anh chị ta với giải đèn led định vị ban ngày và phần đèn gầm ở phía dưới. Ngoài ra thì phía trước này thì các bác có thể để ý là cũng được trang bị với 4 cái cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Một cái form dáng thiết kế khá là vuông vức, đúng không ạ? Chiếc xe thì được trang bị cho các chị ta với một cái bộ la răng kích thước là 17 inch, phay 5 chấu, kết hợp với đó là 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì các chị ta sẽ có cho em đó là xi nhan được tích hợp trên gương là giải đèn led này. Những cái đường mép giữa cánh cửa và phần cả thân trước thì các bác có thể thấy đây ạ. Đấy, nó rất liền lạc, thẳng tắp từ trên xuống dưới. Đấy, và các chị ta có thể thấy là xe còn được trang bị chúng ta với chìa khóa thông minh này, có cảm biến khóa mở ở hai cửa trước các chị nhá. Thực sự là anh chị nào đã từng cầm lái chiếc xe này thì các bác có thể thấy đây là một chiếc xe đi cũng rất là chắc chắn, đúng không ạ? Gầm bệ là chắc chắn này, gầm cao tầm quan sát phía trước tốt. Form dáng thì các anh chị chúng ta có thể thấy là nó cũng rất hiện đại và trẻ trung, đúng không ạ? Vậy thì tiếp tục mời các anh chị chúng ta có thể là đi về phần đuôi phía sau nhá. Thì các bác có thể thấy là xe được trang bị đèn phanh trên cao này, có gạt mưa cho kính phía sau. Và phần đèn hậu thì đây, cái chất lượng của nó thì các bác có thể nhìn cho em này. Đó, thứ nhất là chóa đèn thì các bác thấy là không có những vết xước hay là bị ố, bị chấp hơi nước hay là bị dạn nứt. Hai nữa là những cái đường mép này, các bác có thể thấy này, nó cực kỳ liền lạc, đúng không ạ? Thì sau này chúng ta cũng sẽ có cho em cái cảm biến cảnh báo va chạm nhé. Có cả cảm biến cảnh báo va chạm và một mẫu xe gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản, một trong những thương hiệu lớn của Nhật, bên cạnh Toyota hay là Mitsubishi, đúng không ạ? Các chị có thể thấy quan sát cho em này. Đó, rất là ok nhá. Xung quanh viền đèn các chị thấy cũng không có một tí khe hở luôn. Con này thì mới lăn bánh được có hơn 8 vạn thôi. Thực sự là chủ nhân cũ người ta đi người ta cũng rất là giữ gìn. Đặc biệt ở đây ạ, các bác thấy con này thì được trang bị động cơ máy 1.6 và theo công bố nhà sản xuất thì cái này nó hơi mờ một chút là do chủ nhân cũ người ta dán cái phim đen. Thì các bác có thể thấy là cái mức tiêu thụ của nó chỉ có 6 lít xăng cho 100 km hỗn hợp ở đường ngoài đô thị. Nó ăn có 4,82 lít xăng thôi, cực kỳ tiết kiệm. Về cái không gian cốp thì đây, em sẽ mở ra cho các chị chúng ta có thể thấy là nó thực sự là mang tới chúng ta với một cái không gian cốp sau khá là rộng, đúng không ạ? Để các chị chúng ta thể tha hồ để đồ vali. Và các chị có thể thấy là chủ nhân cũ người ta đi người ta giữ xe rất cẩn thận này. Cái nỉ của nó còn rất là sạch đẹp. Quan trọng là độ zin thì đây, các vệt đinh tán này ở cái khu vực máng nước thì các bác có thể thấy giúp em nhé. Tất cả còn nguyên bản. Đã, từng con ốc nó không có vết vặn. Đây, bên này cũng thế này. Đó, các chị thấy ok chưa này? Đó. Ngoài ra thì các bác thể thấy là phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái hộp để đồ nhá. Phía dưới này thì các bác còn có cho em là lốp tự phòng, đồ đạc kích thay thế là còn nguyên zin nguyên bản. Nhưng quan trọng nhất là các anh chị có thể thấy này, tôn sắt xi của nó này.
nó không bị han mục theo thời gian, đúng không ạ? Cái thứ hai là nó không có những vết gòn lắm, rất là ok đó. Vâng, cái cốp sau khá là rộng rãi các chị nhá. Đặc biệt cái xe này nó còn được trang bị cho các anh chị ta với cả cửa sổ trời toàn cảnh đó. Rất là nhiều tính năng và công nghệ trên chiếc xe này. Giá của nó thì bây giờ để các bác chúng ta có thể là sở hữu cho em chiếc xe Nhật nhập khẩu này thì các bác chỉ cần bỏ ra với một cái con số nó khoảng loanh quanh hơn 400 tí thôi. Vâng, vậy thì tổng thể ngoại thất của xe thì các bác có thể thấy là sơn si gần như là các chị về chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Và bên em cũng đã đánh bóng qua rồi thì chất lượng của nó cũng còn rất là ok, không để lại nhiều về sức sát. Vậy thì bây giờ để giúp quý anh chị nhà mình có thể là đánh giá được cái tình trạng chi tiết chất lượng chiếc xe hơn thì em Việt mời các bác chúng ta có thể là cùng mở cửa đi vào không gian nội thất bên trong trước khi chúng ta kiểm tra tới khoang động cơ của mẫu Vitara này. Vâng, về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này thì các bác có thể thấy là nó được trang bị với khá là nhiều những cái chi tiết cao cấp. Ví dụ như là ghế của nó này, rất đặc biệt là nó được trang bị giữa da kết hợp với cả da lộn ở giữa các chị nhá. Đấy, mang cái form dáng thể thao đúng không ạ? Thêm những đường may chỉ màu trắng tạo điểm nhấn. Và đây là chất lượng ghế da zin nguyên bản theo xe. Và các bác có thể thấy là nó vẫn cũng còn khá là ổn. Vô lăng cũng được bọc da cao cấp. Và trên đó thì chúng ta còn có cho em là ga tự động này và giới hạn tốc độ. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, tắt âm. Đấy, đèn auto và có cả lẫy chuyển số đằng sau anh chị nhá. Đấy, xe được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm, cân bằng từ chống trơn chống trượt. Chiếc xe này thì đây cái một cái điểm đặc biệt. Đấy, con này thì được trang bị đầy nổ start stop có luôn này. Nổ máy cho anh chị nghe thử. Đấy, điều hòa mát lạnh luôn. Đây ạ, các bác nhìn cho em này. Hệ thống điều hòa của xe nhá. Thì chúng ta cũng có điều hòa auto rồi. Cái này thì vẫn là đầu đài nguyên bản của xe. Thì bác nào thích chúng ta có thể là độ lên một cái màn hình Android đây. Đấy, con này thì mới lăn bánh được có 8 vạn thôi. Đấy, đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hiển thị giờ nhá. Đấy, tròn đây, các chi tiết cửa gió điều hòa các bác này. Đấy, gương chiếu hậu là chống chói tự động bằng rất nhiều tính năng công nghệ các bạn. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, ghế da lộn thể thao quá ok luôn, đúng không ạ? Với cái tầm tiền loanh quanh có 400 triệu mà chúng ta có một chiếc xe gầm cao thực sự chất lượng. Và anh chị có thể nhìn cho em này, tường ốc của nó này. Đấy, máy nổ cực êm luôn nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có tay lắm cửa mạ chrome, kết hợp với đó là một kính auto gương chỉnh điện và có gập gương. Tắp pin cửa thì đây, các chị có thể quan sát cho em này. Đấy, keo chỉ zin hết này, từng cái ô vuông này các bác nhìn cho em này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, con này thì đây, các chị thể thấy là năm sản xuất là 2016 nhá. Đấy, và đây là nhập nguyên trước từ Hungary, được chưa ạ? Đấy, tất cả từ chốt khóa, tem mác đầy đủ này, từ lốc bản lề này. Đấy, như là các chị đã cảm thấy ok chưa? Với cái hàng ghế sau thì các bác có thể thấy là nó cũng mang tới chúng ta với không gian cũng khá là rộng đúng không ạ? Con này thì nó xếp vào cái dạng 5 chỗ gầm cao cỡ nhỏ thôi. Đấy, và các chị thể thấy này, da kết hợp với da lộn, trần cực kỳ sạch đẹp đúng không ạ? Đây ạ, rất nhiều option nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, từng con ốc bản lề này. Đấy, các chi tiết tay lắm cửa này các bác có thể quan sát giúp em đó. Vậy thì tiếp tục chúng ta kiểm tra giúp em sang cái bảng tappi cửa bên phía này. Đấy, để các chị ta có thể thấy này, khá ổn với một chiếc xe 2016 đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì loanh quanh có hơn 4 đồng thôi là các chị ta có thể là sở hữu cho em chiếc xe này. Đấy, chất lượng ghi ra cũng còn khá ok anh chị nhá. Đấy, con này thì phải nói đi rất chắc chắn. Vâng, phải nói xong này đi rất chắc chắn. Và một cái phiên bản hàng hiếm. Đấy, vì các bác có thể thấy là không có quá nhiều những chiếc Vitara như này đang chào bán trên thị trường đúng không ạ? Đấy, và đây ạ, các chị nhìn cho em này. Đấy, từ cái chốt khóa, tất cả tem mác của nó là còn nguyên zin nguyên bản đầy đủ hết các chị nhá. Vâng, vậy thì đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Vitara. Và bây giờ thì em sẽ quay tiếp cho anh chúng ta khoang động cơ để các bác chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng chi tiết của chiếc xe này. Vâng, vậy thì tiếp tục mời các anh chị chúng ta có thể cùng em kiểm tra với cái khoang động cơ của chiếc Vitara nhé. Thì con này của em thì được trang bị với khối động cơ máy là chỉ có 1.6 thôi. Và các bác có thể thấy là tất cả tình trạng là máy là cam kết cho các anh chị chúng ta zin từ keo mặt máy nhé. Đây các anh chị có thể nhìn cho em này. Từ con ốc nó không có vết vặn. Được chưa ạ? Cái thứ hai là các anh chị chúng ta kiểm tra ốc cabo này. Đấy, rất là ok luôn. Chân máy này các bác có thể nhìn cho em những cái vạch sơn của nó này. Cũng còn nguyên bản. Đấy, nói chung là xe Nhật thì đi nó rất là bền. Bền mà lanh. Đấy, bác nào mà tiết kiệm nữa đúng không ạ? Con này thì các bác có thể thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ khoảng loanh quanh 6 lít thôi. Đây, keo zin này, máy số zin này. À, các bác nhìn này đã ok về chất lượng chưa? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Suzuki Vitara 2016 nhập khẩu Hungary.
Mức giá mà showroom của em Việt đang chào bán cho mẫu xe này với con số là 425 triệu và còn có thể thương lượng được cho anh chị nào quan tâm thiện chí. Thì các bác trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em Việt theo số hotline là 0947598859 để bên em hỗ trợ cũng là tư vấn cho các bác chúng ta cụ thể về các thủ tục mua bán sang tên với chiếc xe này, đúng không ạ? Vậy thì một lần nữa rất là cảm ơn quý chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và nhớ ấn một nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại kênh YouTube Việt Xe Chất quý chị nhà mình nhé.